gặp ấn tượng xấu về nhau. Cái gu ăn của em với của ổng chất quốc nhau. Em thích ăn phở. Em ghét phở. Khóc khóc rồi chia tay. Đứa rể nhìn chắc không phải người Việt Nam đâu ta. Người Nhật hay người Hàn Quốc ăn sao? Nhiều người nói gì lắm anh. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đông Hồ. Năm nay em 29 tuổi. Em đang công tác tại một công ty du lịch. Rồi còn em? Em tên là Nguyễn Thị Cẩm Tú. Năm nay em 30 tuổi và em làm bên ngành marketing. Chứ hai em quen nhau như thế nào? Dạ, tụi em học chung lớp anh. Nhưng mà trước khi học chung lớp tụi em có gặp nhau ở trong một cái lớp taekwondo. Đi hai đứa đi học võ luôn hả? Dạ. Rồi hai đứa là học chung lớp là lớp gì? Lớp dạ lớp chuyên ngành marketing anh. Ai để ý ai trước? Không ai để ý ai, lần đầu gặp ấn tượng xấu về nhau đúng không? Xấu cỡ nào? Nói chung là xấu tới mức là không ấn tượng gì. Rồi sao mà đến được với nhau? Lần đầu tiên gặp thì cũng không ấn tượng gì về bạn này. Nhưng mà sau đó thì trong một lần tụi em thi cuối khóa của taekwondo á, bạn này kêu nhờ ra tập dùm mấy bài để bạn đấm đá một cái. Bạn này đá được mấy cái thì em đỡ một cái thì đập chân. Sau khi thi xong rồi về tối gọi điện mắc đền. Đền gì? Không chịu đền gì hết, cho nên là em spam điện thoại. Rồi đến bao lâu thì các bạn đến với nhau? Gần một năm anh. Yêu nhau mấy năm? Dạ khoảng 5 năm. Hai bạn là bạn nào ghen hơn bạn nào? Bạn này chắc chắn là không ghen rồi đúng không? Bạn này nhìn hiền quá mà. Ai cũng tưởng vậy, nhưng mà không phải vậy. Không phải vậy hả Đồng Hồ? Thôi này để em nói đi. Khi vợ em về quê thì có một lần em đi cà phê chung với lại bạn thân của bạn này. Bạn này sau khi mà biết được á, khóc lóc rồi chia tay này họ kia. Đối với em thì chuyện nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà bạn này là tiêu cực trong chuyện đó cho nên là... Đi vậy là đòi chia tay luôn đó. Dạ đúng rồi, đi thì đòi chia tay. Ghen tới cỡ đó đó. Trong 5 năm đó đó là bao nhiêu lần em đòi chia tay vì cái vấn đề mà bạn này hay đi chơi với bạn nữ? Dạ chứ em nhớ không hết đâu. Nhưng mà... Nhiều lắm đúng không em? Dạ. Kể từ sau đó là em có đi chơi với mấy bạn nữ không? Có nhưng mà hạn chế là nhiều. Như là nhiều khi đi mà đâu có cho cô biết đúng không? Dạ không, em thành thật lắm anh. Ai hỏi là em nói. Dạ. Rồi hai vợ chồng mỗi lần đi chơi như vậy đi ăn đi uống là đi đâu? Tao nói gì kệ, tao hỏi gì? Phở ăn đâu có liên quan gì tới cái chuyện tình yêu đâu. Đi yêu nhau thì muốn ăn gì tao ăn. Dạ, có ảnh hưởng không? Đúng không Cưng? Có không, có ảnh hưởng. Dạ vấn đề á. Có ảnh hưởng hả? Dạ. Ủa là sao? Là sao? Tại vì cái gu ăn của em với ổng chất quốc nhau từ đầu tới cuối luôn. Em không thích món nước. Anh không thích món nước. Nào cũng thích món nước. Món nước là món ngon nhất là món phở. Cô này thích ăn không? Không, vợ em là không thích ăn phở. Em ghét phở. Tại sao? Thì em hơi cực đoan. Hồi xưa em nghe cái câu là chán cơm thèm phở, cái tự nhiên em ghét phở, em thích ăn phở. Trời ơi, em té nhiều vậy sao? Em lo quá à. Lo sao? Em lo là sau khi chương trình này phát lên là bà này đâu là mấy ông chủ quán phở rượt theo tạt luôn. Trời ơi, sao vậy em? Nhưng mà ông xã thích ăn phở không? Điền lúc nào cũng... Món đầu tiên sau khi em đi công tác về em ăn. Là phải là phở đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì ấy? Em sợ cái điều đó mà em để 5 năm mới cưới? Dạ quen nhau mới đó năm 1, năm 2 rồi chị. Sinh viên chị, tụi em còn trẻ. Ừ rồi xong rồi sao tự nhiên đám cưới? Có một lần thì ba mẹ vợ em mới mời ba mẹ của em xuống dưới chơi. Nhưng mà ba mẹ em về nghỉ, nếu mà không có chuyện gì hết thì sao ta mời mình xuống chơi. Xong rồi cuối cùng thì cũng xuống nói chuyện. Em không biết là cái nội dung nói chuyện đó làm sao, nhưng mà cuối cùng về thì nói là bây giờ cưới thì cưới trong năm nay. Không cưới thì 6 năm nữa. Xong cái hai đứa định cưới trong năm nay. Là cưới luôn đó. Dạ đúng rồi. Không nghĩ là em sẽ cưới. Rồi sau khi cưới về thì anh này còn thích ăn phở, không phải thích ăn phở mà còn giao du với các cô gái, còn quen với bạn gái nữa không? Nói chung là lúc nào bạn ấy cũng có những cuộc vui. Cuộc vui như thế nào? Ví dụ như là em mới cưới có 2 ngày thôi, có người alo đi ra ngoài cà phê coi đá banh, thế là đi 1-2 giờ sáng rồi. Có rất là nhiều nhóm bạn 24/7, 3/5/7 chủ nhật gì đó, bóng đá, cầu lông, offline này kia. Mà thường dân đi du lịch rồi có hay đi phượt được không? Dạ cũng có chút chút anh. Trộn nghiện. Em có nghiện không? Em thích đi bụi chứ em không thích đi phượt. Đi bụi á. Nhưng mà nè, đi phượt là đi với ai? Đi với rất là nhiều nhóm anh. Có gái không? Nhóm đi phượt thì cũng phải cả nam cả nữ. Có nam có nữ anh. Nhưng mà nhóm phượt của ảnh lâu lâu em cũng phát hiện ra một số vấn đề. Ví dụ như là bạn thì bạn nói bạn đi công tác sẵn tiện bạn đi phượt. Nhưng mà vô tình trên Facebook của bạn em thấy hình bạn đang cặm cụi nấu ăn cho một nhóm bạn có nam có nữ, mấy bạn nữ mặc bikini mà lại check in trong một cái nhà hoang. Không có đơn giản mà nấu ăn cho mấy bạn gái mặc bikini đâu. Thì đó đốt nhà đốt rồi đốt làm sao không? Nhìn cái bikini đó là cái phản ứng của em sao? Em rất là mất bình tĩnh, nhưng mà con mình em ở nhà thì em phải tự trấn tĩnh lại. Xong cái em lên Google em search một cái đơn hoàng đơn giả, xong cái em in ra. Em để trong cái ngăn tủ mà bạn đó về thường khi mở ra mở vô. Em để đó vậy thôi và em không nói chuyện vài ngày.
Thái độ bạn ấy ra sao? Thấy em giận thì im lặng, không nói gì, cũng không giải thích, hết giận thôi. Vậy hả? Tự mình giận tự mày hết luôn mày ơi. Ủa rồi tối rồi ngủ làm sao? Sợ. Ngủ chung bình thường mình quay lưng chỗ khác. Em có thói quen mà em không có thích nói chuyện với người nào đang giận. Giận mình ức chế. Thôi giờ gì nè, cho em trước là Cẩm Tú. Dạ. Em mong muốn ông chồng thay đổi. Thay đổi cái gì? Thế nhiều thứ cần phải thay đổi quá à. Em muốn là bạn quan tâm hơn, bớt chơi lại. Bớt chơi lại. Dạ. Ở nhà chơi vợ con. Dạ đúng rồi. Vẫn còn gì nữa không? Dạ biết lắm không? Sao đồng hồ em nhắm em thay đổi được không? Dạ được anh, em vẫn phải hạn chế từ từ. Giống như đi Phượng lần 7 ngày thì dầm đi 6 ngày thôi. Lần này mong muốn đi. Rồi còn đồng hồ muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn thay đổi bớt ghen lại chút, suy nghĩ tích cực hơn xíu. Ví dụ như là chồng đi công tác là chồng đi công tác thôi, cũng không phải là đi chơi. Tại vì mỗi lần em đi công tác em nói là em đi công tác là giờ nó đi chơi với công tác thì mẹ du lịch mẹ mới đi. Một sản khoái vừa mới xả stress relax nha thì giống như đi chơi rồi. Mong muốn này thì thực ra là mong muốn của tất cả những ông chồng bà vợ về nhau đó. Chỉ có điều á, chị thấy vậy nè, ông bà mình hay nói cái bệnh nghề nghiệp á, em hiểu không? Dạ. Tại vì nếu mà đã nói nghề nghiệp và công việc thì công việc nào nó cũng có cái mệt của nó hết trơn. Giống như tụi chị làm cái nghề văn nghệ sĩ này nè, tụi em nhìn trên tivi, nhìn trên phim ảnh tưởng tụi chị sung sướng lắm. Thấy mặt lúc nào cũng cười tươi rói. Cực lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Nhưng mà có những người người ta khôn á, là người ta biết được tìm cái vui trong cái nghề nghiệp của mình. Ví dụ như bạn chồng của em á, là làm nghề du lịch chị biết mệt lắm chứ không có giỡn đâu. Chị từng đi du lịch chị biết đó, cho nên em còn thấy chồng em vui là em nên vui theo chồng em đi. Hiểu không? Em làm được điều đó thì tự động em sẽ thấy là ủa đâu có gì đâu phải ghen trời, hiểu không? Thì lúc đó là nghiễm nhiên em sẽ thực hiện được cái điều chồng em mong muốn thôi. Vợ chồng em là rất yêu thương nhau, chỉ có điều là chưa có chịu nhường bước á. Hai người đều cương á, người cứ cơm tấm, người cứ phở. Nhường đi, tại vì mình có giá thật mà. Bự quá mà, nhường bá chút xíu đi đâu sao đúng không? Bà bốn mắt mình, hai con mắt. Đúng rồi. Mình nhường bá đi nha. Quan tâm đến vợ chút xíu, hiểu không? Đừng có vô tâm quá. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc mãi mãi như lúc này. Cảm ơn chị. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thường. Em là Nguyễn Thị Minh Lý. Công việc của em là vận động viên bơi lội. Ở nơi bây giờ em làm việc là ở Cà Lại Tiền Giang, nhưng mà khi mà bơi và thi đấu là em làm ở Tân Bình. À vậy dạ. À. Bây giờ vẫn còn làm vận động viên bơi lội dạ, luôn. Dạ vẫn còn chị. Bơi dữ lắm nghe chị. Thấy vậy chứ là như rớt xuống hồ là bơi như nháy vậy. Hả? Và kế bên đây là anh xã của em. Rồi mời em. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay em 41 tuổi. Hiện tại là công việc của em là huấn luyện viên bơi của người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Huấn luyện viên. Rồi vậy là không, em đâu cần đoán nữa, em biết hết trơn rồi. Biết hết rồi. Em nói luôn đi. Hai chồng quen nhau trong hồ bơi gì? Đi thi đấu rồi gặp bà này đẹp quá, ổng cua. Đó. Rồi nhưng mà chị Hồng Vân cũng chưa biết. Chưa, đó, chị khán giả chưa ai biết cả. Bây giờ hai vợ chồng bây giờ nói cho anh chị nghe cũng như là chương trình biết. Bây giờ kể lại cái câu chuyện tình yêu của hai bạn, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào đó, rồi trải qua cái mối tình nó ra sao, kể chi tiết cặn kẽ cho anh nghe nào. Bây giờ đầu tiên vậy đi, cho chị biết cái lần đầu tiên mà hai đứa chạm mắt chạm mặt nhau á là lúc nào? Lúc em đi thi đấu và anh là huấn luyện viên của đội Cần Thơ. Là anh đưa quân lên Sài Gòn thi. Nhưng mà lúc đó là em trong đội của anh luôn hay là hôm đó mới gặp nhau? Em là của trực thuộc Tân Bình. Còn anh là của Cần Thơ. Của Cần Thơ, cho nên hôm đó tụi em mới chạm mặt nhau đúng không? Nói chung là để mà chạm mặt cũng không phải đâu. Vì em là vận động viên nên là lúc đó em ở dưới hồ. Và anh là huấn luyện viên, anh đẩy một vận động viên. Nhưng huấn luyện viên là tới bây giờ em mới biết. Chứ còn ngày đó em tưởng ổng là tình nguyện viên. Thì nghĩ ổng là tình nguyện viên nên mình mới ngắm nghía. Nhưng mà lúc chứ đó còn nếu mà là huấn luyện viên là mình không bao giờ mình để mắt tới. Nhưng mà lúc đó ổng có bề ngoài, ổng có đẹp trai không? Ngày xưa có nhiều muối lắm, sáu muối giờ chỉ gom lại còn có muối à. Sao lý lúc đó em kể cho anh biết cái ngoại hình ảnh như thế nào, cái cảm giác khi mà em gặp anh này lần đầu tiên á. Nói chung là chị biết trong cuộc đời em là em rất thích màu tím. Mà vô tình ông này là bữa đó ông cũng bận cái áo màu tím. Rồi cũng bỏ áo vô thùng rồi nhìn bảnh trai lắm. Đang bơi mà nói với con bạn: ê giờ tao thích ông đó rồi, mà làm sao để tao quen ổng lại. Cái này là trường hợp này ném về bị sấm sét rồi, là phái liền là em á, em đúng rồi, em là bị sấm sét ở tình anh này rồi. Còn Hoàng em anh thì sao? Sao Hoàng Anh, còn em có nhìn thấy cô ấy liền không? Em thì lúc đó chưa nhìn thấy, lo nhìn là cô mà đẩy xe đúng không, mình tập trung vô chuyên môn thôi. Xong rồi cũng đi ngang một cái nhóm vận động viên gọi là cái nhóm mà lộn xộn đó. Thì trong đó nó mới phát hiện ra là có một cô bé rất chi là, nói chung là mặt mày thì sáng, rồi nhìn là dễ thương,
rồi các thứ, xong rồi mình cũng gật đầu, mình chào, rồi mình cũng cười, rồi mình lịch sự mà. Xong hết cái giải đó thì bắt đầu là khi mà về á thì mẹ của bà xã em á thì bắt đầu có gian xe về, thì lúc đó em có xin cái số điện thoại. Thì từ là đó, mẹ của Lý là quá gian xe của là ông, em á, em biết là cái đoàn Cần Thơ á là người ta về là người ta sẽ đi ngang cái lại Tiền Giang. Thì mới nói là em biết thân cái ông thầy giáo của chồng em cơ. Là mới nói là thầy thì cho con gửi mẹ con có quá gian ngay chỗ cầu Mỹ Quý đi thầy. Cái này thầy đồng ý. Nhưng mà đồng ý nhưng mà em không có con em nó gửi mẹ lên xe chứ không phải là em. Ở gửi lên xe xong rồi là nó xin cái số điện thoại của anh. Xong rồi nó dúi vô tay em, nó bảo là khi nào mà mẹ về thì chỉ liên hệ với cái anh này là được. Nhưng mà hoàn toàn không biết là số đó của ông này đâu. Nếu biết thì chắc lúc đó mình gọi rồi. Đúng là duyên đó, duyên đó. Đấy, nhưng mà đúng lẽ ra là duyên con em thôi. Chứ không phải em đâu. Bị con em nó được tiếp xúc và nó được nói chuyện với anh. Chứ suốt một giải thi đấu đó em đâu có được. Có nghĩa sau khi em biết anh là huấn luyện viên là không có nói. Có nghĩa là mình cũng biết luôn. Là đúng rồi. Nó có hai cái đẳng cấp nó khác xa lắm. Đó nên là không dám nói chuyện với anh ấy. Rồi xong xin số điện thoại rồi thôi, là giữ cái số điện thoại đó thôi chứ cũng không có gọi. Nhưng mà trên xe là Hoàng Anh cũng xin số điện thoại của mẹ Lý. Dạ không, lúc thời điểm đó là em xin số điện thoại là của con nhỏ em á. Thì nhỏ em cho số điện thoại của bà xã em bây giờ. Rồi hay chưa? Đó. Thì vô tình đó thì xong rồi cái bắt đầu em mới về Cần Thơ. Sau đó bây giờ kể luôn đi, sau đó thì đến bao lâu thì hai đứa mới gọi điện thoại cho nhau? Ai tự ông này ông gọi. Thời điểm đó em là người gọi trước. Thì em cũng gọi hỏi thăm thôi. Mà tại sao em lại gọi? Nói chung là bữa đó thì ngồi ở Cần Thơ á, thì lúc đó mấy anh em ngồi họp lại đi, thì có một tấm hình thì mình nhìn vô cái tấm hình để trên bàn thì thì ra là cái cô bé này mình thi đấu ở trên Sài Gòn mình cũng gặp và mặt mày cũng sáng sủa. Rồi số điện thoại này ở đây thôi cho mình gọi hỏi thăm. Rồi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà thực ra là chị muốn hỏi em là lúc mà em tiếp xúc với là em của Lý á, thì em có cảm tình gì với cô em không? Dạ không, em không có nghĩ gì hết á. Không, đúng không? Mà dạ, tự nhiên lại là cứ ấn tượng với cô chị. Dạ. Đúng không? Tại vì thời điểm đó mặt cô chị xinh lắm. Lúc đó có 40 mấy ký hà. 42. Khoa Hoàng Anh, cho anh em mà. Cho anh hỏi cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Minh Lý á, là Minh Lý ngồi trên xe lăn hay là ở dưới hồ bơi? Dạ, anh ngồi trên xe lăn. Ngồi xe lăn đúng không? Là em đã nhìn thấy mặt là như thiên thần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ nghe cái giọng ở trong điện thoại thì em nghe cái giọng có đáng yêu không hay là khi mà em điện thoại cho Lý á, em không biết có đáng yêu không, mà thời điểm năm 2004 đầu năm 2005 thì phải, thời điểm đó điện thoại di động đồ hiếm lắm. Tức là ai mà xài được cái điện thoại di động là cũng là nhiều tiền lắm. Nên là em cũng có một cái, nhưng mà cái cù bắp thôi. Xong rồi cái bắt đầu là gọi điện thoại thì bắt đầu là cứ gọi là hết tiền, xong cái em đi ra ngoài cái bưu điện á, là cái bưu điện đó giờ của bưu điện Cái Khế của thành phố Cần Thơ giờ á, thì bắt đầu là em gọi giết rồi bắt đầu em thiếu tiền luôn mà. Rồi cái bà bưu điện nói thôi em về đi, rồi có gì bữa nào trả. Mà em cứ liên tục thiếu, tức là mỗi lần là tại gọi nói nhiều quá, nói đông, nói tây, nói tàu gì tùm lum hết. Cái đó là sao rồi, nhưng mà anh hỏi cái lần đầu tiên mà em nghe giọng em của trong điện thoại á của vợ em là ngọt lắm anh à. Tức là em yêu từ cái giọng nói mà. Có nghĩa là mới đầu là lướt qua là có một khuôn mặt thiệt là xinh xắn phúc hậu. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thế chừng mà tiếp cận bằng cái giọng nói thì lại giọng nói quá ngọt ngào. Trời, cho em chịu không nổi. Cho nên em đã bị tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, bị thiếu tiền điện thoại của người ta luôn là thiếu lý do tiền đó điện đúng thoại không? Luôn. Rồi nó nghe là sao đó có trả tiền điện thoại cho cái bà đó không? Dạ có. Có nhưng sao giờ được em. Cô ơi hôm nay cô nghe mà hai vợ chồng kể lại cái chi tiết này nghe nó mát lòng đúng không cô? Hả? Rồi sau đó thì sao nè, tình cảm phát triển nảy nở sao nè? Bao lâu thì mới cưới nhau? Lúc mà Lý nói chuyện với anh á, là lúc đó em có phát hiện ra được anh đây chính là cái người đàn ông mặc áo tím không? Trời ơi, thì phát hiện, nhưng mà lúc đó em đang thất tình một cái bạn kia. Người yêu lắm. Em đang thất tình cái bạn kia, em đang buồn bã. Rồi em nghĩ rằng là lý do là tại em đi không được, nên là mới có nhiều trắc trở ở với cái bạn kia. Nên là nhân dịp ông này ông gọi rồi ông tỏ tình rồi thế này thế kia, là mình đang bị đau như thế này nè. Nên là mình nghĩ không, mình không có tiếp tục quen nữa. Giống như mình không có tiếp tục mà cho ai một cái cơ hội để người ta giống như quen mình nữa. Bây giờ anh thương em đúng không? Thương nói ba má qua cưới.
là em chịu. Chứ bây giờ đừng có gọi điện tới lui, mất thời gian, đốt nhiều thời gian. Với lại em sợ em yêu dây dưa là em là người thất tình. Em thất tình là em là người buồn hơn anh, vì em không có đi cà phê được, cũng không đi ra ngoài để xả stress được, mà em sẽ là một cái gì đó mà em thì rất sợ xấu. Sợ xấu là sao? Là sợ khi mình buồn á là bắt đầu nó nhan sắc nó sẽ tuột xuống. Nên là không, nói là hãy chịu là cưới thôi. Đừng gọi điện với lại giống như đừng có tới lui với em. Thì anh nói chứ trời đất ơi, mới quen em có một tuần biểu cưới gì. Vậy nói vậy là anh đâu có thương em thật. Vậy thôi đi, đừng gọi điện em nữa. Mới có một tuần thôi đó. Làm khó rồi, em đó. Lúc đó thì em như thế nào Hoàng Anh? Thì lúc đó thì cái thời điểm đó cũng thách luôn đó. Cũng suy nghĩ ghê lắm. Nói chung là tại vì trong cái hoàn cảnh mà mới biết nhau mà gặp điện thoại nói chuyện qua có một tuần, hơn tuần thôi mà kêu giống như là để cưới á, thì nó nhanh, nó hơi quá nhanh đi để mình không có kịp đi xử lý. Thì em cũng suy nghĩ dữ lắm, xong rồi bắt đầu là thôi bây giờ cứ lên giáp mặt cái đã. Thì lúc đó bắt đầu là em từ ở Cần Thơ em lên Sài Gòn. Thì bắt đầu là cũng hai đứa cũng nói chuyện rồi các đồ các thứ, rồi thôi bây giờ cũng suy nghĩ là thôi bây giờ mình cứ về, xong rồi mình ghé nhà cái ghé nhà ông nhạc gia giờ á. Thì bắt đầu là ông cũng hỏi vậy là con quen bác làm sao rồi định bao giờ hay là như thế nào. Tại vì kéo dài thời gian quá thì không được. Thì lúc đó em nói dạ để con về con xin phép bên gia đình con. Thì lúc đó là đi về Cần Thơ là bắt đầu xin phép, rồi nói với mẹ, rồi nói với bà, rồi nói với dì, nói chung là nói tất tần tật để mà hỗ trợ để mà mình cưới vợ. Thì lúc đó mới có 26 tuổi. 26 tuổi thì bắt đầu là mẹ lúc đầu mẹ không chịu, thì mình kể hoàn cảnh của vợ em giờ vậy đó, là vợ con ngồi xe lăn vậy đó, thì là vận động viên, nói chung là nhưng mà mặt xinh lắm, mình không kể cũng diễn tả rồi các thứ. Sau cái mẹ nói bà suy nghĩ nó không được, tại vì con bây giờ gì mà con lấy về mới mốt là khổ lắm. Tức là khổ vừa khổ cho bản thân mà là vừa khổ cho ví dụ như mình không chịu đựng được á, rồi mình bỏ con người ta rồi các thứ thì sao. Nói chung là con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thì lúc đầu mẹ không chịu thì bắt đầu tiếp tục tấn công cho bà ngoại rồi mấy gì rồi các thứ thuyết phục đó. Tấn công vô rồi bắt đầu là cũng mấy gì cũng nói vô đốc vô đốc vô, rồi cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý để đi qua, mà gọi là người ta gọi là dạ, hỏi xem mắt á, chưa lúc đó chưa hỏi anh. Lúc đó mà là xem mắt thôi, thì qua xem mắt cái tự nhiên qua tới nơi thì cái mẹ lúc đó mẹ mới vô nhà, xong rồi bắt đầu chào hỏi rồi các thứ, xong cái mẹ lại gần bà xã em thì mẹ mới ôm, xong rồi thấy bà rớt nước mắt, mình cũng không hiểu trong đầu mẹ, mình không mẹ hiểu rớt là nước mắt hả? Dạ mẹ. Mình không hiểu sao. Thì từ đó về sau là coi như là xong cái việc đám hỏi đó, rồi là đám ra mắt đó, rồi là tiến hành tới ngày đám hỏi luôn. Là chỉ có một tuần sau là đám hỏi. Là về mẹ chịu luôn. Dạ. Mà em sao em hỏi mẹ là tại sao mẹ khóc? Mẹ ba chịu mừng muốn chết rồi, hỏi chi nữa. Hỏi. Tức là em không, không có cười lại. Mẹ có tâm sự với em là mẹ thấy thương. Và cái điều mà mẹ càng lo lắng là sợ ông này nè, ông quen người ta, thương người ta rồi ở thời gian là chịu không nổi, rồi lại bỏ, rồi bắt công là kim lý lại khổ thêm. Tức là có nghĩa thương con, nhưng mà gặp cô gái này là mẹ rồi. thương cô gái này liền, và nhưng mà sau đó là kèm với cái tình thương là nó là một cái nỗi sợ. Nỗi sợ. Nhưng mà bây giờ kể là cái câu chuyện nè, sau khi nghe vợ kêu thách cưới á, thì lên Sài Gòn đúng không? Rồi lên Sài Gòn mà hai đứa nói chuyện với nhau, rồi có nắm tay, rồi có trao cho nhau nụ hôn gì không? Trời, em kể cho chị nghe mà anh với chị hết hồn luôn. Sao? Trời ơi, ông nói ông thương mình, ông yêu mình rồi, bị gì đang là xa mà. Xong lên từ sáng đến chiều không dám nắm tay em, rồi cũng không đụng chạm gì đến em thế nào. Thế em suy nghĩ là chắc cái ông này không phải vậy quá, hay là mình chưa đủ sức để mà chống đụng giống như vô mình. Là mình nghĩ, mình lúc đó trong đầu em nghĩ hoang mang lắm, vì nghĩ mình đi không được nữa. Chắc mình không giống như những cô gái khác á. Xong mình suy nghĩ cái xong sao chiều tới chiều tối á, cái cả nhà đi, em thì hai đứa em nó đi học rồi, bác thì đi làm, thế ông ngồi lên trên cái giường, em cũng ngồi ở đó, thế thì măng mê sao nắm lấy được cái tay em vậy. Trời, đàn ông gì mà nắm lấy tay em mà cái tay nó lạnh dã man luôn. Rùng đúng không? Cái em mới nói chứ sao anh nói anh thương em mà từ sáng giờ em đâu có thấy anh thể hiện gì đâu anh. Trời, nói vậy sao mà dùng hết sức lực đàn ông hay sao á.
sức hàng mồ hôi luôn mà hung đúng trên trán em có một cái thôi. Trời cha ơi. Hung con vậy đó. Ừ. Rồi cái chiều tối tối bác về rồi cái rủ em qua nhà bạn chơi. Mà tự ảnh quen em là đó là lần đầu tiên ảnh lên Sài Gòn. À. Rồi cũng lần đầu tiên giống như là ảnh hỗ trợ cái việc đi đứng cho em. Ừ. Trời ơi thôi thì rủ người ta đi chơi đã, người ta khó khăn rồi, ta đi khó khăn rồi. Đi lựa chỗ nào nó thoáng và nó dễ đi. Không. Đi đâu? Đi qua tuốt ở bên chỗ đó là chỗ nào? Bình Tân. À quận Bình Tân á. Xong rồi là thì nếu nằm ở lề đường cũng được đi. Không. Chở qua nhà bạn. Xong rồi là ẩm tuốt vô một dãy nhà trọ. Nó xa ơi là xa luôn. Mà mình đã ổng mới bế mình lần đầu là mình còn mắc cỡ nữa chứ. Tôi nói ông này không có ý đồ gì không, sao vô cái chỗ gì mà nó xa. Ờ sao? Vô tới nhà trọ. Vô tới nhà trọ là gặp bạn của anh. Thì nói chung là hai người đó khi người ta gặp em người ta cái chắc cũng bỡ ngỡ. Anh đó là bạn thân của anh này. Thế là anh ấy cũng bỡ ngỡ mà bà chị vợ của anh nó cũng vậy luôn. Mình cảm nhận là chắc tại vì người ta cũng không nghĩ là cái anh này là anh quen người giống như em đâu. Anh chở qua là do tình cờ. Đó. Rồi ví dụ chơi này nọ trong nhà đó đi không có vấn đề gì, nói chung là khó chịu hay gì cũng thoải mái. Trên đường đi về là xe hết xăng. Mà em đã nói giống như em đi đứng khó khăn mà xe hết xăng sao em xuống. Ê, chở vô trong chỗ rồi xăng. Chở chỗ đó sang xong rồi chị biết em phải tuột về phía bên trước à. Trời ơi trời. Em nói cái ông này chắc không xong rồi đó. Trời lý anh trục chặt cái cảnh anh thấy phải trục chặt hàng. Anh nghĩ sao vậy trời ơi em nói em. Rồi xong rồi đâu phải mình trượt là xong đâu. Cả một cái 4-5 người đổ xăng người ta nhìn. Trời chị này chị cũng không chịu xuống xe nữa. Cũng ngồi luôn ở trên xe. Em đi xong rồi nha. Đổ xong xăng rồi. Em vẫn ngồi đó mà người ta bật cái yên xe lên. Chị thấy nó ghê chưa? Thì em nói trong cuộc đời không biết sao em lấy ông này nữa đó. Ê, xong đi ra đường em ta vàng. Vấn đề là tuột lên nữa. Rồi thì tuột lên nữa. Phải kéo từ ở dưới cái chỗ này. Hoặc là cái yên này nè. Yên là phải chùi đó. Mà gặp mình yếu ớt nữa. Mình bấu lấy ổng mình mới tuột lên được cái phía trên. Ai xong ha. Xong rồi mình cũng gán chịu đựng ra khỏi chỗ đó xong tạm vàng. Nói kể từ đây trong cuộc đời anh nha. Là lúc đó không có nghĩ là quen nhau nữa đâu, là em cự luôn á. Em nói là kể từ đây trong cuộc đời nha, đừng bao giờ chở em đi mà xe hết xăng hết chứ. Ủa em sợ đổ xăng lắm rồi. Đúng rồi chị. Em nói là đừng bao giờ nha, còn không mà mình nghĩ quen đi anh. Ủa anh nghĩ sao để người ta đánh giá em là trời ngõ đó vậy mà nó vẫn ngồi trên xe để người ta đổ xăng thôi. Dựng lên dựng xuống. Trời ơi. Làm biến, tới cái mức mà không xuống xe luôn. Đó là ấn tượng nhất của đời em như vậy. Như vậy ấn tượng nhiều quá. Đâu có em về em tưởng em thôi luôn rồi chứ. Lúc đó là coi như gia đình đã chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc đó em nghĩ ông này luôn rồi đó. Vì thứ nhất là không tâm lý. Thứ hai nữa không ga lăng, biết người ta đi không được mà chơi người ta cái trò vậy á. Thôi nhưng mà ổng hiền mà. Đâu anh đi suốt trên đoạn đường về anh sợ em bỏ anh thiệt. Đúng không? Anh nói không, anh không có cố ý. Nói chung là chuyện đó anh rút kinh nghiệm suốt cả đời. Em đừng nghĩ vậy nha. Đừng giống như là anh không phải anh cố ý đâu. Là lúc đó bắt đầu can đảm chị, bắt đầu nắm tay kéo ôm về phía trước rồi. Đã đúng không? Ê, nhưng mà cái tình cảm hai đứa nó trong sáng không? Nó trong sáng như trăng rằm. Chị nó trong sáng, em nói thiệt với anh chị như trong sáng như pha lê á. Tại vì má em như vậy nè. Tôi nói rồi nha, 4 đứa con gái, nhà có 4 đứa con gái mà bà căng dặn từ đứa một. Anh nói rồi nha, quen nhau gì quen nhau thì chỉ nắm tay bậy bạ thôi. Bà nói gì nè, thương không thương thì cũng đưa qua bờ qua bụi gì đó. Cái câu má nói vậy. Còn nói má đưa qua bờ qua bụi lần sau. Cái bà nói thì tao cho Phạm Di chỉ nắm tay đồ. Bác quá nó hung thì đó, bà dặn là hung tinh ráng thôi. Chứ nếu không có bầu là chết. Hoặc là nếu mà mất đời con gái là sau này lấy thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Bà nói là nếu mà chỉ cần là lỡ như cái gì với cái thằng bồ á là sau này á thằng sau nó quýnh chết sống luôn. Rồi mình cũng tưởng thiệt vậy chị. Bốn chị em coi như không đứa nào biết gọi là yêu là như nào. Cho đến lúc lấy chồng là cho đến lúc lấy chồng là còn easy. Còn ông này ông giữ ghê gớm lắm. Nhưng mà ổng thì sao? Ổng trong sáng không? Ổng á ổng còn riêng đến nỗi mà đêm tân hôn em mắc cười lắm. Có nghĩa là trong thời gian mà quen bạn này là em cũng chỉ nắm tay và hung trên trán thôi. Dạ. Có lúc nào mà em muốn vượt qua cái ngưỡng đó không? Cũng có chứ nhưng mà mình sợ.
Tức ba má sợ. Có giận không? Ba má có giận không? Không, ba má thì mày, không có giận nhưng mày mà... làm cho con người ta có chữa mà mày không biết rồi. Mày bị quánh bầm đầu, bầm cổ, quánh chết sống không? Rồi. Nhưng mà bây giờ nè, Lý có phải là người đầu tiên của em không? Hay là trước Lý là em đã có một vài mối tình rồi? Mối tình thì không có, nhưng mà ta thương em nhiều chứ em không có để ý nhiều tới người ta. Cái đó là em biết luôn á. Nói chung là đâu, không đúng đối tượng á. Nãy Lý nói là ổng còn zin luôn mà. Có nghĩa là người ta thương ổng chị Dân, rồi người ta nấu cơm, người ta mang tới cho ổng ăn. Thì mang rồi để đó rồi người ta chờ ổng nói chuyện này nọ, ổng hỏi nói gì á. Mẹ nói vậy á. Nhưng mà kể cái vụ mà đêm tân hôn sao, sao hai đứa cùng zin hết trơn rồi không biết làm sao đây. Thì đó. Rồi mà ngăn sao Lý? Sao ổng em hỏi chị, tám hỏi rồi là mình đã được dược rồi chứ gì? Không. Ổng không dược. Ổng không có dược. Nhưng mà em có gợi ý không? Không. Tiêm sợ má em la. Bé Lý nó cũng sợ bị quánh chết xong. Bị gì mới đám hỏi thôi mà. Có nghĩa là theo như em biết á, người ta bảo là đám hỏi là coi như thuộc về nhau rồi. Mà thời đó là anh cũng lên Sài Gòn rồi với em rồi. Nhưng mà chừng ấy thời gian mà không làm gì nhau. Cứ hát cái câu gì nè. Em chưa thi đỗ thì chưa động phòng. À, của Lưu Bình Dương Lễ đó. Nhưng đúng mà đó. Thời điểm đó là thật sự là em đang chờ thi và đang tập luyện để thi. À, thi paragame á. Dạ, nên là anh cũng không làm gì. Cái nhiều khi suy nghĩ. Rồi nói chứ lúc đó thì anh cũng biết khung mình rồi. Cũng biết khung xa xa gần gần rồi. Bây giờ cái đêm cái đám hỏi sao nè? Sao cái đám hỏi là cái đêm tân hôn sao nè? Giờ mình vô thẳng luôn nè. Cái đêm động phòng sao? Ổng sao quần luôn đúng không? Đúng rồi, em không nhậu luôn á nha. Có nghĩa là ông cũng quý cái đêm tân hôn của ông lắm. Không có nhậu. Là ông hoàn toàn tỉnh táo. Mà rốt cuộc rồi tỉnh quá nên nó tức quá. Là coi như ngay đêm đó là có đêm tân hôn hay là phải qua mấy hôm sau? Nói chung là đêm tân hôn nên nói gì anh Thuận vậy đó cũng sao quăng không biết lối luôn. Nhưng mà có thành công không, Lý? Không. Thì sao quăng biết rồi là... Đúng không? Thường là như vậy đó. Anh gặp anh với chị Dân coi như là chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lắm. Các cặp vợ chồng mà giữ gìn cho tới ngày cưới là thường là ngay đêm đó là không khó có đêm tân hôn lắm. Chỉ có cặp hình như là mấy tháng sau luôn đúng không? Mấy tháng sau mới thành công luôn á. Đó. Không, chỉ có hai đêm đầu thôi. Vì thứ nhất là ngủ nhà mẹ. Mà anh này cho tới giờ cũng vậy. Riêng cái chuyện đó là thứ nhất là chỗ đó là phải một mình. Chứ mà nếu ví dụ như là phòng này cặp phòng kia của họ được luôn nữa. Mà nhậu rồi là cũng được luôn nữa. Rồi xong cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ hai cái đêm đầu ấy giống như ông xà quần. Ông cũng tự cởi đồ em ấy chứ. Xong rồi ấy nhưng mà anh không biết là như thế nào luôn. Giờ bắt đầu như thế nào là không biết. Rồi xong rồi cái nói chuyện hồi cái mang mê tí xong rồi ôm nhau ngủ luôn. Ủa nhưng mà có hỏi thăm bạn bè hay là má với ba để mà chỉ bí quyết được không? Em thì không hỏi. Không hỏi luôn. Còn em thì em có tư không, vấn em nói thật nha. Bây giờ nói là về nhà không có được ghen. Là có nghĩa là trước ảnh em có quen một anh kia. Thì ví dụ như những cái chuyện mà không đơn giản thì là mình đã trải qua. Nhưng mà điều chỉ không có cho anh kia là va chạm cơ thể mình thôi. Đó, nhưng mình biết vậy. Nhưng mà anh ấy... Nói chung là em quý nhất là cái gì? Là anh ấy còn riêng thôi. Là anh có nói dối mình. Là thời đó hỏi ông có khen yêu ai hay là có làm gì với ai là phải khai thiệt không? Là không dối em. Anh nói không, chưa. Chỉ có hồi lúc anh 14 tuổi á, là anh có quen cái bạn học. Là anh có hung bạn đó. Đó trời đất cơi, 14 tuổi rồi. Là học tành bắt trước rồi. Mà kể từ đó chắc cái đợt đó chắc hung, chắc trục trặc lắm, bởi vì mới ngán cho tới giờ luôn. Có trục trặc không anh? Ủa nhưng mà là Lý, anh hôm trước anh cũng chưa có hỏi em cái chuyện này. Tức là cái vấn đề của em á, cái hoàn cảnh của em á là lý do gì mà em bị khuyết tật, tức là cái hoàn cảnh á. Có nghĩa hồi em sinh ra là em đứng đi bình thường. Em nói chung là ông nội em còn nói chứ nhỏ này nè, nữa là nó đi ruộng với tao. Ai nó bự con, trong mấy chị em lớn con. Rồi cái bắt đầu em khoảng 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi cái bắt đầu em sốt. Là em sốt, là từ cái ngày sốt đó dây dưa cho tới lúc em 7 tuổi là chính thức em không đi được. Là sốt bại liệt đó. Dạ, cái thời rồi. Điểm đó là cái dịch mà sốt bại liệt đó, nhiều bạn bị lắm. Bây giờ mình thì là người được rồi. Thì đó bởi vậy. Nhưng mà nói chung là may mắn như thế này. Thượng Đế lấy em đi cái trên. Nhưng mà cho em lại người đàn ông tuyệt vời, anh xã em. Nên là
hiện tại bây giờ và theo em nghĩ là mãi mãi về sau này là em không nghĩ em khuyết tật đâu. Bởi vì em thấy em không thiếu cái gì. Giống như là hồi hồi em còn con gái á, là hầu như những cái gì em thích hay là cái gì đó, chẳng hạn em muốn đi đâu đó em chưa biết đi chợ là gì luôn á. Cho mãi tới em lớn em không biết cái chợ là cái gì luôn. Quần áo thì ba mẹ em mua sẵn cho em bận vậy thôi. Mà thậm chí em bận quần áo còn bị hạn chế nữa. Như nhà em thời đó nghèo lắm, ba mẹ rất nghèo, mà tới 6 anh chị em nữa. Nên là quần áo á, giống như chị lớn bận rồi tới em. Đó, nên là quần áo chị lớn bận xong rồi là tới em. Nên em không có cái cảm giác giống như mua sắm hay chợ búa nó như thế nào. Từ nhỏ em cứ ở trong nhà thôi. Rồi khi em lấy anh á, thì em mới biết là ở bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà mình chưa hề biết. Mình chưa hề biết đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cho em tất cả những cái điều đó. Đi đây đi đó rồi này kia nọ. Mà chị hỏi em nè, khi mà bắt đầu á, em sau cái đêm tân hôn, coi như là qua 2 hôm sau đó, khi mà coi như Lý hoàn toàn là người của em rồi, mà em là người của Lý rồi, thì cái cảm xúc của em sao? Em hạnh phúc không? Lúc đó cảm xúc là nó rất chi là hạnh phúc. Tại vì có cái này cũng vui. Lúc mà sau cái đêm sau cái đám cưới á, thì mấy hôm sau á, là cái liên tân hôn á, thì nó có cái trường hợp như này, em thì em cũng không biết. Thì hai đứa mới tối mới xào quần, thì cứ xào quần mà cái giường nhà trọ ở Sài Gòn nó nhỏ xíu hà. Đủ hai đứa nằm mà nó không có lớn. Thì cái ở dưới đó thì cái niệm, nhưng mà cái niệm mỏng nha. Rồi cũng có lón tấm ga cũng màu sáng. Nên là hai đứa xào quần gút gột xong cái xào quần, rồi bắt đầu là dính với nhau, rồi cái là xong hết cái ngủ tới sáng. Thì ngủ một đêm tới sáng, thì mình hai đứa bước xuống giường thấy trời gì cái giường thấy gớm vậy. Thì lúc đó mới tá quả ra là trong cái thời gian mà gọi là người ta gọi là cái gì ta, cái gì giống như là cái máu mà nó dính với giường á, thì mình cũng không biết, thì lúc đó mình cũng không biết, thì em mới hỏi vợ em, nói ủa cái này cái gì thấy ghê vậy em, thì vợ em lúc đó hình như em trả lời đúng không, em trả lời là như là cái đó là tiết chinh đó, chinh à, đúng rồi, người tiết, gái tiết chinh. À thì đó giờ mình không có biết cái này à. Chứ ông mà biết cái thời điểm đó. Cái đêm tân hôn nó chỉ coi giống như là mình cũng không nghĩ gì, và giống như tự nhiên mình cái cơ thể sinh lý của mình nó giống như là hai đứa gặp nhau vậy, rồi tiến tới vậy thôi. Chứ thời điểm đó thì báo đài báo chí đâu các thứ mình cũng đâu có nhiều, nên là cũng ít coi. Đó là cái mà em ấn nhớ tượng mãi. Nhớ hoài à, dạ. Cảm xúc rất là hạnh phúc đúng không? Nhưng mà mỗi lần em hỏi chuyện đó với anh á, là anh cứ mắc cỡ mặt mà anh đỏ tía, xong anh không trả lời em gì hết. Giờ còn mắc cỡ không? À, bây giờ hả? Mấy năm rồi, hai mấy đứa chưa? Là... Chị nhưng mà nói chung là riêng về những cái chuyện đó là anh rất là hấp dẫn, mà anh tuyệt vời một cách kỳ lạ, em không biết nữa. Ồ vậy đó hả? Em cũng không biết chuyện nữa. Vợ chồng á hả? Dạ. Có nghĩa là luôn. Bởi em mới thắc mắc, em mới hỏi bà chị em. Mà hỏi chị ví dụ như chị, rồi ví dụ sau này thì sao? Chị nói ôi cái giống như tả bài vậy mày. Em nói sao em không vậy ta, vậy em bất bình thường hả? Nhưng mà ảnh là tuyệt vời, có cái là giống như anh lúc nào cũng cho mình có cái cảm giác là mình luôn mới mẻ. Nên là ảnh hay vậy. Chứ theo khi nếu như mà em mà bị cũ kỹ như chưa chắc là em là người tuổi thân nhiều lắm. Tại vì em cứ nghĩ là trên cơ thể em nó có khuyết điểm á. Nên là em sợ em làm vợ không có được trọn vẹn á. Nên em cứ tự nghĩ, nhưng mà ảnh nói không. Đó là ý là anh tạo cho mình một cái cảm rồi, giác là... cảm giác là em là bình thường. Anh nghĩ là em lúc nào cũng tuyệt vời và hấp dẫn. Ví dụ anh ấy tạo cho em cái cảm giác này. Cái thanh xuân trong chuyện mà vợ chồng đó. Là hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện á, là Hoàng Anh luôn luôn dành một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho vợ. Rất là trân trọng, anh thấy được điều đó. Hai vợ chồng đã có hai bé rồi. Gái trai đều có đủ luôn. Là bạn đang nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ bé lớn em 15 học lớp 9. Là bé gái à? Dạ. Ồ trời ơi hay quá. Bé nhỏ là 8 tuổi học lớp 3. Trời ơi con gái đầu là coi như giờ đỡ đần cho mẹ. Dạ cho nhiều 10 điểm rồi đó. 10 điểm á. Hay là hạnh phúc quá rồi. Hay quá, bây giờ nếu mà kể nữa em mãn nguyện. Em mãn nguyện với những gì em đang có. Cũng hai đứa nói thôi ha. Chứ có định đứa thứ ba. Không, nếu mà thật sự mà muốn sinh đó nha, là em với anh đều thích con nít. Thậm chí nếu mà em không sinh mổ á,
Và em sợ là lỡ em xảy ra việc gì không ai nuôi con em sợ vậy á. Chứ nếu không em đẻ bốn đứa ra. Thôi, em rất là thích. Thôi hai. À, không hiểu đã tại trai sao? Gái đầy đủ rồi là hai đó. Thôi. Tại vì em còn phải hưởng thụ chứ. Nhưng mà trong thâm tâm là vẫn muốn có thêm đúng không? Đúng rồi. Đôi khi em nói anh thôi không mấy bây giờ cái đứa này lớn hết nựng được rồi. Thế mình đẻ đứa khác đi để em nựng. Thôi, đang khó khăn. Thì đó mình sợ thứ nhất, thứ hai nữa sợ sức khỏe. Chưa kể là dịch bệnh nữa rồi khó khăn đủ lắm, sức khỏe nữa. Rồi tụi em phải tận hưởng hạnh phúc đi, thiệt mà. Đấy nghe nè, hôm bữa là anh có mời lên chương trình Vợ Hồng Son rồi đúng không? Dạ. Và em rất là vui đúng không? Và thậm chí em vui nhất là cái phần nào? Em nhớ không? Em thích cái phần nào? Em thích cái phần kể xấu ảnh. Đó, bây giờ em muốn không? Đó. Hồi nãy giờ toàn là nghe kể chuyện, toàn là đẹp không bây giờ muốn hay không muốn gì cũng phải kể. Bây giờ kể đi em. Đó. Không, bây giờ để Hoàng Anh đúng rồi, anh Hoàng Anh kể trước đi. Xấu. Vợ em xấu thì tật xấu chứ không phải xấu nha, vợ em đẹp nha. Giống như là cái khuyết điểm xấu thì cũng ít chứ không nhiều. Có mỗi cái giống như hai chồng mà cả ngày làm việc mệt, giống như mình khi mình về tới nhà mình muốn nằm xuống cái mình ngủ. Cứ về tới nhà tắm xong cứ vô phòng rồi là ngủ, trước khi ngủ là phải ôm. Mà nhiều khi ôm tới sáng, bữa nào mình ôm luôn tới sáng, mình mệt quá mình ngủ mình ôm luôn tới sáng, cái là sáng ra nói hôm nay anh tuyệt vời. Giống như ôm tới sáng rồi là vậy là phái hả? Phái ôm vậy đó. Phái ôm mình á, nhiều khi em á thì thường á kế bên em có cái gối ôm thì em hay ôm cái gối ôm, hay quay qua ôm cái gối ôm mà em ngủ. Mà trong cuộc đời ghét như cái gối ôm đó đó. Đó là tật xấu. Như hả? Cái tật xấu. Cái ba ngủ mà. Xong rồi có khi nào bả đè mình không? Tật đó dễ thương mà. Bắt ôm, bắt chồng mình ôm vậy thôi. Ôm quá chị, em ôm chị. Kỳ lạ lắm chứ không phải ôm thông thường đâu. Sao đâu, ôm kỳ không lạ vậy, là sao? Ôm là phải nhét hai cái chân em vô cái háng của ổng em mới chịu. Đêm nào em nói anh quýu em chưa? Không quýu được khỏi ngủ. Còn mà ví dụ hôm nào anh nói không, hôm nay anh mệt lắm, anh nằm vị trí này anh sẽ thoải mái lên. Tôi nói vậy thì đi xuống chỗ khác ngủ đi. Anh là như vậy anh phải ôm em, xong rồi anh phải nhét hai cái chân em vô trong cái háng anh mới chịu. Nhét vô nó ấm rồi sao á. Không biết nhưng mà em thích như vậy. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm vậy. Ngủ gác thôi. Coi nào mà gác hai chân lên cổ mình không? Có chứ, nhiều khi cũng có. Xem vòng phải không? Xem vòng phải không? Có. Thấy đi không được chứ gác dữ lắm. Em khi em tập rất là mệt. Là bắt đầu tối em ngủ á, bằng sáng anh nói em á, em không có giết anh bằng gì mà em giết bằng cái chân của em á, em để lên cổ anh xong rồi anh nghẹt ở đây mà để xuống hoài em cứ để lên. Rồi gì nữa nè? Với thêm cái nữa là còn nữa hả? Giống như bữa nào mà vợ em mà mệt trong người là em biết nằm xuống khoảng chừng 10 phút 15 phút là ngủ, bắt đầu là tự nhiên là ra tiếng động đó. Là ngáy à, là ngáy đó. Đó là mệt. Nhưng mà thường ngày thì giống như bình thường thì không có gì hết. Nhưng mà cái khi đó mà mệt rồi là ngáy ngáy nhiều khi mình ngủ không được luôn á. Vậy đó. Không, cái đó cũng đâu phải tật xấu đâu, cái đó là cái tật của người ta rồi. Em phải kể một cái tật mà xấu á, ví dụ như là hay nóng tính nè, rồi cọc cằn nè, hay là bê bối nè, thì hay shopping bừa bộn nè, mùa đó shopping không bừa bộn nhà còn nè. Một cái xấu nhất nữa là như vậy nè, thôi để ông kể đi. Là em biết ông nói đúng như vậy nè, là ăn á là cho ăn cá mà làm cự á, khó là ăn á hả? Nghe chị ăn thịt cá hả chị? Là ổng là người nấu ăn. Là vợ em không thích ăn, không thích ăn cá. Phải ăn thịt thôi à. Mà bữa nào em nấu ăn đi chợ về mà em thấy mua cá là bắt đầu quạo rồi đó. Mà mặc dù ổng nấu cực cổ hen, mồ hôi mồ kê tùm lum hen, mà vưng lên là em nhìn thấy vậy. Hồi ăn mình đánh đi. Không. Ủa anh đã. Anh biết mà không ăn cá mà anh mua. Vậy thôi anh chạy ra anh mua thịt nha. Nhưng mà suốt ngày đó em cầu nhau luôn. Là giận hờn đó, là không thích ăn cá. Là em xấu nhất là như vậy đó. Cái đó tật xấu đó, cái đó tật xấu đó. Bây giờ có hỏi điệu em không? Hỏi có điệu không vậy? Có điệu không? Không điệu, em không có chở đi. Là sao? Tức là vợ em có cái giống như là muốn đi đâu với em là em phải trang điểm đồ các thứ sạch sẽ đẹp đẽ em mới chở đi. Còn đấy, mà để mặt mộc là em không bao giờ em chở. Nhưng mà mặt mộc cái thì đẹp lắm nha. Chứ không phải xấu. Nhưng mà em không thích. Có nghĩa là gì? Nhưng tật xấu của chồng. Tật xấu của em, đó là tật xấu của em đó. Đó là tật xấu của em. Em tự em khai ra trước rồi. Nhưng đó. Mà nè, riêng Lý thì Lý có thích trang điểm không? Dạ thích lắm. Bao giờ cũng hợp ha. Hai chồng thì cũng hợp. Trời ơi, chứ gặp chuyện gì làm biến. Ngoại trừ xong cái là em nghe, ngoại trừ mà lên sân khấu và đi quay này kia nọ thôi, là ở nhà là không bao giờ thấy cái mặt chị trang đó điểm. Chị làm biến khủng mà đẹp lắm. Chị em nói thật nha, nếu cuộc đời em mà cái chân em nó đi được á thì làm phái làm showbiz, em nói thật lòng luôn. Từ nhỏ em đã ham như vậy rồi. Không biết sao từ nhỏ là em biết lấy phấn son của mẹ ha. Mười mấy tuổi thôi
mẹ đi ruộng là ở nhà làm lấy cái gỗ đó ra bắt đầu em vẽ. Làm điều đó, làm điều. Nhưng mà hồi bắt đầu là chưa quen anh á, là bắt đầu lớn lên được ấy ha, là bắt đầu biết ngựa, nhưng mà cuộc đời chưa biết mua mấy cái đó như thế nào. Cái tới chừng lấy anh rồi, đúng là cái điều thỏa mãn nhất trong cuộc đời em là anh chở em tới ngay chỗ cái gian hàng đó, xong rồi anh ấy bế em vô trong đó cho em lựa thoải mái, mà chị có tin không? Sướng thiệt luôn. Nhưng mà hai người này lại đồng điệu cái đó. Ông này thì thích vợ trang điểm, mà vợ thì lại quá thích trang điểm. Quá thích trang thì điểm đó, là khỏe luôn. Em là cái mở mắt ra là cái việc đầu tiên của em, xính đánh răng xúc miệng xong là em leo lên bàn đó bắt đầu làm. Mà được có cái đủ kiên nhẫn ghê gớm lắm. Đợi em làm không? Bất cứ thời gian bao lâu không cần biết. Đợi là ngồi đợi. Ngồi đợi mà không có tỏ vẻ là giống như nôn nóng đâu, không, rất là thoải mái, uống cà phê ngồi đợi. Ông phái mà, ông phái á chị. Ông phái á. Ê, hồi nhỏ chắc em sớm mới gọi Lý Điệu không, đúng không? Ủa sao nó được vậy? Sếp em gọi em vậy không á? Gọi em bằng Lý Điệu. Được, có nói là nghe cô nhảy xuống hồ cô cũng là mặt đó nghe. Đúng, chính xác. Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Hồi đó mà con Hoa Sen á thì kêu chứ trời, sao con bé đó nó đi thi mà trông nó xinh thế. Mà không nghĩ là em xinh vậy là em thi đậu đâu. Khi mà để mà chọn đi cho vận động viên Paragame, em là người gớt đầu tiên. Thứ nhất là trắng, thứ hai là có chút xíu con. Mà mặt mày lúc nào cũng dạng chỉnh chu vậy. Ông nói vậy thì đâu phải là vận động viên, ông sếp á. Nhưng mà ông thầy ông bảo là, nhưng mà riêng con bé này, ai tôi không bảo lãnh, nhưng riêng bé này tôi bảo lãnh. Nó có cái nghị lực ghê gớm lắm. Nên là ông bảo lãnh em mới được thi á, chứ nếu không là em rớt ngay vòng đầu. Ồ, vậy hả? Hoàng Anh ơi. Dạ. Bây giờ muốn hỏi nè, cô ấy có ghen không? Ghen em á hả? Ghen á. Bản tính ghen thì đó giờ em chưa thấy, tại vì họ ít bộc lộ lắm. Mà em cũng không có làm gì để ghen hết á. Nhưng mà cũng hay nói lỗ tai nói hoài vậy đó. Anh đừng có làm gì thế này thế kia nha. Giống như giờ sống mà hai đứa đang sống gì nè. Mới mốt lỡ em mà có mất trước á là anh, cái thứ nhất cái đầu tiên á là anh mà dè dãn với cô gái nào không hay là gì đó là em xuất hiện ngay trước mặt là cho thôi, anh làm là gì đó như anh thế này thôi, đã dễ sợ không? Em không biết có ghen hay không. Anh làm gì đó anh? Làm gì vậy em? Lúc đó chắc mặc quần vô luôn. Mà cái câu nói đó là thường xuyên xuất hiện trong tay em luôn. Thiệt á, em nói vậy. Em không có ghen, em không có như thế này thế kia, nhưng mà ngày nào em cũng ca cho anh bài ca con cá. Thứ nhất là anh cũng không phải là người nổi tiếng, nhưng anh cũng có một chút xíu cái gì đó ở xã hội, nên đừng có làm cái gì mà để ảnh hưởng tới thanh danh của mình, hiểu không? Chứ còn ghen là không, ấy không. Anh đi dạy, anh có rất nhiều học trò thương thầm anh nha chị. Ha, thì mình biết, mình trực giác phụ nữ mình biết. Thì mình bảo là, nói chung khi mà em cũng vậy, ví dụ ông thầy em quá tốt với em thì em nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Nhưng mình thầy giới hạn nào đó thôi. Đấy, để cho cái đối phương bên kia biết là cái cương vị ông đó chỉ là ông thầy, ông không có bậy bạ với mình. Còn ghen là không ghen. Ok, quá tốt rồi. Thôi bây giờ tới em nè. Bây giờ tật xấu của anh nè. Đó, tới em đó. Không, mà nói thật sự trong cuộc đời em nha, anh không có tật xấu, nhưng mà cái giống như cái mong muốn thôi, là anh ấy nói nhiều hơn một chút thôi là được. Mà muốn thay đổi đúng không? Muốn cái thay đổi. Cái tật xấu không là gì biết không? Biết tật xấu là gì không? Là gì? Nói á. Thì đó, em không biết, nhưng mà anh rất là ít nói. Ở nhà là em nói luôn thay phần ba cha con luôn á. Con bé đầu nói y chang anh luôn á. Nó không nói gì hết, đằng sau còn đỡ chứ. Tật xấu là ít nói nè. Cho nên cái mong muốn của Lý là mong em nói nhiều lên xíu. Dạ, đúng rồi. Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đúng không? Như là ảnh mà ảnh thương em, hay là ngày đó ví dụ ảnh muốn thể hiện tình cảm yêu thương em, ảnh đi ngang cái vậy đó. Là xong. Anh đi ngang hay nghịch đụng dai chân, nói chung bất cứ vậy đó, đấy là xong. Thay vì nói vợ hôm nay em đẹp, hay là vợ hôm nay thấy thương quá gì không, cái gì là không có lãng mạn đúng không? Rồi ví dụ như tối mà có muốn có nhéo không vậy trước khi không, tôi muốn cái mang mê cái vú cái hung tóc đồ làm búa chua vậy đó. Là biết là anh muốn thôi, chứ anh không bao giờ nói là anh muốn à. Không, cái đó là em nói á. Lâu lâu mà ví dụ nhiều khi công việc nhiều quá, với lại hay là căng thẳng cái gì á, riêng em với ảnh mà nếu mà bị áp lực công việc mà căng thẳng á là chuyện đó không bao giờ làm được. Nhưng mà lâu quá em nói anh ơi em móc rồi đó. không được không được bây giờ nó móc rồi không có được, tối là phải giải quyết nghe không. Ông nói anh cũng thấy anh vậy ấy xong, nhưng mà đôi khi tới chiều anh dạy anh mệt, em cũng đi bán em mệt. Hay không, về lăn ra ngủ. Rồi xong. Ủa em nói em móc mà em. Rồi sao, có lãng mạn không nè? Không, em đó, thấy có mỗi là y như em nói á, chứ thường xong chuyện đó xong rồi là em thích anh nói cái gì đó, nhưng mà anh thì không.
À, giống như làm xong cái chuyện đó cái xong anh ôm mình vô anh ngủ cái anh hung trên trán mình cái rồi thế là xong. Không, thực ra cái đó là cái đó là theo chị nha, theo chị mỗi người một kiểu lãng mạn khác nhau. Ví dụ như là cái chuyện mà anh nhéo là chị thấy lãng mạn đó. Ừ, thì cái là vậy đó chị. Lãng mạn đó. Ừ. Rồi cái chuyện mà anh hung em xong rồi anh ôm em anh ngủ là chị thấy cái đó là lãng mạn đó em. Đó. Được chịu khó con cái là ôm tới sáng luôn á. Ừ, thương con ơi chịu khó đó. Là cái đó lãng mạn nó cứ. Trời hiếu có okay, hiếu có người okay nào mà được vậy lắm á nghe. Trời ơi. Em hỏi chị chứ cái giường mà dành cho một người ngủ á mà em với anh ngủ được suốt mấy năm trời luôn á. Thấy chưa? Chị ghen vậy thôi. Ai lại nhà chơi ha, mấy chị em cũng nói hai đứa baby điên hả? Hay sao cái giường nhỏ vậy mà vẫn ngủ được? Tại vì là đêm nào ổng cũng ôm mình nên là nó không có phải là hai thành một rồi đó. Đúng đâu. À, rồi bây giờ em mong muốn ảnh thay đổi là chỉ duy nhất là nói nhiều hơn chút xíu. Rồi còn Hoàng Anh thì sao? Muốn Lý thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ em giống như là cũng hay càm ràm lắm. Mà giống như là càm ràm thì những cái chuyện mà giống như hai đứa mà không hợp ý cái gì cái càm ràm giống như là càm ràm xong rồi thôi chứ không có gì, nhưng mà em cũng giống như là không hợp rồi đúng không, em dẹp qua quan bên không nói tới nữa, không nói tới nữa em bỏ luôn, đó là vậy. Mong mà vợ em vậy thôi, tức là không có nên càm ràm một việc mà càm ràm đi càm ràm lại. Dạ, đúng không rồi. Nói xong rồi dứt dạc đi mà em chịu khó lắm chị, em chịu khó dẫn chuyện có nghĩa là ảnh mà tái phạm một cái việc na ná cái chuyện cũ đó ha là em sẽ lấy cái đó ra em áp dụng với cái này. Thì đó giờ anh mong muốn vậy đó, em nhắm em bỏ được không, em bớt đi cho đỡ áp lực. Chị nói nghe nè, bớt cái đó đi thì ông bớt áp lực, em cũng bớt áp lực. Thế là ông sẽ nói thì nhiều đúng không? Không có nghĩa là gì nè, ông sẽ dành thời, tức là khi mà em bớt cái cầm ràm đó đi đúng không, thì là ông sẽ bớt áp lực nhiều, em cũng bớt áp lực nhiều, cái tối cái hai chồng khỏi bị móc. Dễ chính xác là cái đó đúng rồi, đúng nó mới hoài luôn à. Không áp lực là làm được đúng không? Em nói là vợ chồng cùng chị, sau khi mà em lên chương trình này xong em mới phát hiện là thì ra là mình bị mất là lý do mình càm ràm nhiều quá. Ông bị áp lực không phải đúng em, nó làm cho người đàn ông bị cục hứng á, bị cục hứng đó nghe, là áp lực đó. Thật ra như này nè, anh cũng mong muốn rằng là Hoàng Anh sau chương trình này về sẽ hiểu vợ nhiều hơn, và thậm chí là mình đã lãng mạn trong cái cách mình thể hiện rồi đó, nhưng mà anh vẫn mong em có thể là nói nhiều hơn nè, bày tỏ nhiều hơn với cô gái này, tại cô gái này rất thích cái điều đó nghe. Ví dụ như thay vì em vậy nè, nhéo cái con mắm này bữa nay dễ thương á đó. Con mắm đó là dính liền anh. Lý điệu này nè đó, không con mắm dễ thương á. Mắm này bữa nay dễ thương quá đó, chết luôn đó, bữa nay chăn mắm đó. Đó nghe. Rồi cảm ơn Lý và Hoàng Anh đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc cho hai em công việc sẽ thuận lợi nha, may mắn và thậm chí là sẽ yêu nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc dài. Rồi, cảm ơn chị. Rồi.